Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão, rồi cũng là cái buổi khai pháp đầu năm. Vừa qua chúng ta đã đón một mùa xuân rất là vui. Đầu năm nay quý Phật tử đi chùa đầu năm để mà nghe Phật pháp thật là một điều đáng quý. Vừa đầu năm thì chúng ta ở đạo tràng chúng ta, thiền viện chúng ta, thầy tổ trụ trì có tổ chức một cái khóa tu Bát Quan Trai. Bát Quan Trai thì hôm nay cũng là cái nhân duyên chúng ta còn gặp nhau, thì cũng không ngoài nhắc nhở nhau tu hành đầu năm. Cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, Chí Nghĩa sẽ trình bày với đại chúng qua một cái đề tài, đó là công đức thọ Bát Quan Trai như thế nào. Và trước khi vào cái đề tài chính buổi pháp thoại, thì Chí Nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong kinh Bách Vụ, đó là cái tựa đề là quạt nước đường. Quạt nước đường đây có nghĩa là nước đường nóng mình làm sao cho nó nguội. Thì câu chuyện này câu chuyện ẩn dụ của Đức Phật để mà Ngài dạy cho cái hàng tu sĩ học. Cái câu chuyện là như thế này: ngày xưa có một người chuyên môn nấu nước đường cát. Đang lúc nấu đường tại nhà thì có một cái người nhà giàu, là một cái người bạn của ông ghé chơi, và anh ta rất là muốn kết thân với cái người nhà giàu này, cho nên anh ta mới mời uống nước. Thì ở bên Ấn Độ mà cuộc sống bên đó những người nghèo thì họ không có ít cái điều kiện như chúng ta bên này, là chocolate bánh này bánh kia ha, cho nên nó thôi giờ ông ngồi đây đi, tôi sẽ nấu một cái trà đường, nước đường rồi dùng để mà pha trà uống. Thì ông nhà giàu này ông cũng ngồi ông chờ, thì anh ta mới bắt nước lên, bỏ đường lên, quậy lên, nấu cho nó keo lại. Thì khi nó sôi lên như vậy đó, thì anh ta mới nghĩ rằng là muốn mời ông này uống, mà nó sôi nó nóng như vậy đó, thì uống rất là khó. Cho nên ông nấu nước đường này, ông mới lấy cái quạt, ông quạt. Thì cái nước đường nó sôi trên bếp sùng sục như vậy á, thì ông ta quạt, nhưng mà ông ta không có nhắc cái nồi xuống mà cũng không tắt bếp. Thì quạt càng quạt cái vậy, thì quý vị biết lửa nó đang đun sôi như vậy á, thì ngồi quạt đâu có nguội được. Thì ông nhà giàu mới thấy vậy, ông mới nói này nè: này bạn muốn cho nước đường nó mau nguội á, thì bạn phải tắt bếp và bạn phải nhắc cái nồi xuống, bạn quạt thì nước đường nó mới nguội. Bạn để trên bếp lửa như thế này thì làm sao nó nguội được. Thì đó, thì qua cái câu chuyện trên muốn nói Phật muốn ẩn dụ điều gì. Phật nói rằng là chúng ta khi tu hành mà chúng ta không trừ được cái lửa sân hận trong lòng, thì giống như cái người mà muốn nước đường nó nguội mà cứ để trên bếp quạt hoài thì là vô ích. Đây là một cái câu chuyện ẩn dụ nói lên cái vấn đề là Phật dạy chúng ta không ngoài cái vấn đề là phải bỏ sân si. Sân si nó ví như là lửa vậy đó. Chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta học kinh, rồi chúng ta tạo vô lượng cái điều lành, làm vô lượng công đức lành. Nhưng mà lửa sân hận trong lòng chúng ta không bỏ thì là nó đốt hết. Nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Một niệm sân hận mà khởi lên thì trăm ngàn cái cửa nghiệp nó mở ra. Nó mở ra nó chờ ai? Nó chờ mình bước vô. Thì cũng vậy đó, chúng ta tạo vô lượng cái công đức lành thì rất là những việc rất là khó làm, nhưng mà chúng ta làm được. Mà chúng ta không trừ được cái lửa sân hận trong lòng thì cái sự tu tập của chúng ta nó không có được lợi ích lớn. Thì ví như là cái người mà muốn cho nó nguội nước đường mà cứ để trên bếp hoài thì cái việc làm á rất là vô ích. Thấy cái anh chàng này ảnh làm như vậy, chúng ta nghĩ ảnh là cái người rất là dở, muốn nguội phải bưng xuống chứ, tại sao để trên bếp mà đứng ở ngoài đó. Thì bây giờ nghĩ tới anh chàng đó thì cũng khác gì chúng ta. Muốn tu hành, muốn được an vui trong cái cuộc sống này mà lửa sân hận trong lòng không có dập tắt
không có bỏ đi thì phiền não mãi mãi vây quanh. Dù cho mình ngồi thiền thiền có 5-10 tiếng hàng ngày, mình trì trì chú, mình niệm Phật rất là nhiều thời gian, nhưng mà khi mà bỏ cái thời gian tu ra ngoài đụng những cái duyên bên ngoài thì chúng ta nổi sân đụng đụng lên, thì cái lửa công đức của mình, cái nước công đức của mình nó sẽ bị khô đi do cái lửa sân hận nó đốt. Đó, một cái bài pháp rất là ngắn, rất là hay, nhưng mà ẩn chứa bên trong cả một sự thâm thúy. Không ngoài Phật nhắn nhủ cái hàng hậu học chúng ta phải biết gìn giữ thân khẩu ý. Thì khi gìn giữ thân khẩu ý rồi thì cái cuộc sống mình á, ngày một an vui. Vừa qua chứ Nghĩa cũng hay nhắc vấn đề mà dịch bệnh corona, nó làm cho cả thế giới kinh hoàng, biết bao nhiêu người đã chết mà đến nay chúng ta còn sống. Có người thì chưa nhiễm, có người thì nhiễm rồi thì nó hết. Tất cả những gì mà chúng ta còn được ngày hôm nay ngồi nơi đạo tràng này đều là do cái phước báo của chúng ta nhiều đời. Ai mà còn sống qua cái đại dịch corona, người này là đại phước. Đại phước chứ không phải vừa nha quý vị. Nhiều người chết lắm, chết mà thiêu không kịp. Và đến nay dịch bệnh nó vẫn còn. Chúng ta nhờ đời trước, chúng ta tích lũy nhiều điều lành, làm nhiều điều tốt, để rồi cái phước đó nó cứu chúng ta qua cái đại dịch bệnh mà cả thế giới gọi là kinh hoàng đó. Rồi bây giờ sắp tới đây chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tạo cái thân sau cho mình, lo cái hành trang thân sau cho mình tốt hơn nữa. Cũng không ngoài tới chùa tu tập, học những điều lành, điều hay từ Phật dạy, và hành trì thọ trì. Trong đó có một cái pháp rất là thù thắng của người tại gia, đó là công đức thọ bát quan trai. Vậy cái công đức thọ bát quan trai đó nó lớn như thế nào, mà tại sao mà Phật thường khen ngợi cho những người hàng cư sĩ tại gia, gia duyên còn ràng buộc, nhín thời gian chỉ tới chùa, tới đạo tràng để mà tu tập một ngày một đêm? Thì trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng người nào tu hành bát quan trai giới thanh tịnh, là mình giữ tròn giới khi mà mình thọ trong một ngày một đêm, một cái người này cái công đức lớn hơn một cái ông vua. Một cái ông, quý vị biết một ông vua mà đứng đầu cả muôn dân, đem Phật pháp, đem chánh pháp để mà dạy bảo dân điều lành, thì công đức rất là lớn. Nói chung là lo cho đời sống người dân á, được ăn no, được im ấm á, thì cái phước báo của ông vua rất là lớn. Nhưng mà cái phước báo của một cái ông vua đó vẫn thua một người tới chùa, tới thiền viện, tới đạo tràng để mà thọ trì cái bát quan trai giới tám giới, thì vẫn thua. Tại sao vậy? Tại vì cái phước của ông vua đó, ổng làm cho người dân có cuộc sống im ấm, được an ninh, được trật tự, được đời sống người dân không có bị khốn khổ, thì cái phước đó là chỉ là cái phước hữu lậu thôi. Còn công đức thọ trì bát quan trai giới của Phật đó, giúp cho một cái người Phật tử tại gia có thể cầu được quả vị vô thượng bồ đề, thành chánh đẳng chánh giác. Vậy thì tám cái công đức đó là như thế nào? Ở đây trong kinh Phật cũng có nói công đức bát quan trai giới, tám giới đó là: thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, các chất xì ke ma túy, các chất kích thích, thứ sáu không ăn phi thời sau giờ ngọ, thứ bảy là không được ca múa hát sướng, không được xem nghe, không đeo tràng hoa, không thoa dầu thơm, thứ tám là không nằm giường cao rộng xinh đẹp. Tại sao mình không được ăn phi thời? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị khi thọ bát quan trai giới rồi đó, thì có một giới cấm, đó là không được ăn phi thời, là không ăn sau 12 giờ trưa, là không ăn quá ngọ. Sau giờ quá ngọ buổi chiều mình đói, mình có thể uống chút sữa được, có thể uống một chút nước ép được. Nói chung dùng những gì mà không có nhai là được, còn nhai là không được. Có thể là nước trái cây hay nước sữa gì đó một đêm cho nó đỡ sốt ruột đó. Còn mà mình ăn, mình có đồ ăn lợn cợn, có nhai là coi như là mình giữ giới không tròn. Tối đói bụng quá làm tô mì gói, không ai thấy hết. Đói bụng có sốt ruột, có bà ơi mà xuống đây với tôi có đem theo nè. Hay là thôi giờ tôi bà trong phòng ăn thấy rồi, chờ lấy bánh ra mình ăn đó. Cái gì có nhai là không được, còn cái gì mà nước là được, đó là giữ giới. Còn mà có nhai là giữ giới không tròn. Tại sao không đeo tràng hoa, không được thoa dầu thơm? Tại vì Phật dạy cái thân này nó không có thật. Mình quý trọng cái thân này, mình muốn nó đẹp á, mình xịt dầu thơm vô, cái mùi hương của cái dầu thơm nó làm quyến rũ cho những người xung quanh, dễ sanh tà niệm.
Cho nên cái ngày mình giữ giới là mình không được sức dầu thơm, rồi không đeo tràng hoa để cho cái thân này nó xinh đẹp, rồi không cho mình nằm cái giường cao rộng. Giường nằm thì đủ nằm thôi, nằm cao rộng quá mình lên đó mình nằm mà mình lăn qua mình trở lại, khi yên ấm, khi nó rộng nó lớn quá, con người mình dễ sanh lên cái tà niệm. Cho nên Phật dạy cái ngày đó là không được nằm cái giường lớn. Thì chư tăng á, những người xuất gia á, thì cái giới này là phải giữ rồi, cái giường nằm nó nhỏ thôi. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì cuộc sống nó thoải mái hơn. Mình ở nhà mình có thể là mua những cái giường đắt tiền để cho cái giấc ngủ mình nó được ngon. Nhưng mà vào ngày mình thọ giới bát quan trai thì những cái giường đó mình tạm thời không được nằm. Đó, rồi sau khi mà xả giới rồi thì mình về cuộc sống vẫn bình thường chứ không có sao cả. Rồi ở đây Phật cũng dạy chúng ta rằng là làm sao mình phải tới chùa mình học Phật Pháp để mà mình áp dụng đời sống hàng ngày. Vì hôm nay trong cái đời này mình được cái cuộc sống sung túc, cuộc sống sang giàu là do phước đời trước. Nhưng nếu đời này chúng ta không tạo nữa thì đời sau chúng ta chưa chắc được như thế này. Quý vị ở đây thì quý vị thấy rồi, cái quốc độ này rất là sướng. Ở nước Mỹ này cái gì cũng có. Chúng ta có những lúc chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn lại thấy cuộc sống chúng ta quá đầy đủ. Có nhà đẹp, có xe đẹp, cuộc sống sung túc, bệnh tật thì có y tế lo rất là chu đáo. Thì chúng ta phải thầm cảm ơn thân đời trước của mình. Hiện nay trên thế gian này bao nhiêu người vẫn còn bữa đói bữa no. Hiện nay tại nước Mỹ bao nhiêu người vẫn còn cái cảnh mà ở vỉa hè. Nhiều lắm chứ, chúng ta ra đường thấy nhiều lắm chứ. Rồi những cái trời đông lạnh lẽo, chúng ta được cái máy sưởi, chúng ta được những quần áo ấm chúng ta mặc, chúng ta có được những cái giấc ngủ ngon. Nhưng những người hôm lé lạnh có ngủ đâu có được. Rồi đói bụng nửa đêm nửa hôm lấy gì mà ăn. Khi mà chúng ta ở trong nhà, chúng ta thực phẩm rất là nhiều, muốn ăn món gì cũng có. Còn những người nghèo đói đâu có gì. Chứ Nghĩa cũng thường hay đi ngoài đường thấy những người họ dở thùng rác. Họ lượm những cái thực phẩm thừa mà người ta quăng vào đó, rồi họ ăn. Có một lần đó đi công việc về buổi chiều, chiều cũng tối, cũng 6 giờ mấy, ghé vào cái sang đổ, thấy một cái người Tây, cũng là người homeless, vừa đi vừa hát, rồi cái dở từng cái thùng lên, khi mà họ lượm được những cái chai nước ngọt thừa còn sót lại trong cái chai đó, hay là những cái ly cà phê người ta dục nhưng mà trong đó còn lại nước đó. Đó, hay là những cái hộp bánh liền mà trong đó dở ra còn những cái bánh thừa, bánh vụn mà người ăn họ bỏ đó. Họ cầm lên, họ rất là vui, họ hát rất là vui. Mình nhìn cái thái độ của họ, mình thấy mình rất là cũng chạnh lòng. Ở xứ Mỹ vẫn có người nghèo chứ đâu phải không có đâu. Mà chúng ta tha xa quê hương, chúng ta tới đây cuộc sống chúng ta sung túc là chúng ta đại phước thưa quý vị. Dịch bệnh vừa qua mà nó không có dòm ngó tới mình là mình cũng phước lắm rồi. Bao nhiêu người chạy khỏi nó, muốn ra khỏi nó mà ra không được. Nó là nghiệp mà. Một khi đã hình thành nghiệp rồi thì thưa quý vị chạy đâu cho khỏi. Không chạy đâu cho khỏi cả. Có những người sợ lây nhiễm, không tiếp xúc với ai cả, sống tên từng lầu ba tầng đóng cửa lại cả ngày ở trên đó. Tới giờ ăn con cháu bưng cơm lên. Rồi cuối cùng cái đứa bưng cơm nó nhiễm, nó đi ra ngoài nó chơi với bạn bè nó nhiễm, nó về cái nó lây cho ông bà trên lầu. Quý vị thấy không, đâu có phải là tiếp xúc mới bị đâu. Nó đâu, nó vô hình, nó hiện đâu có thấy trong không khí, mình đâu có thấy đâu. Rồi mình chạy đông chạy tay mình trốn nó, đến chừng mình có nghiệp với nó rồi, đóng kín cửa nó cũng vô tìm mình. Đó, cho nên không có cái gì quý bằng khi chúng ta sanh tiền, chúng ta tạo được phước lành, và nhất là chúng ta thọ bát quan trai. Một tháng chỉ có một ngày thôi. Một ngày đó có nhiều đâu so với là thời gian chúng ta bên ngoài trôi nổi. Mà bởi vì vừa rồi buổi chiều hôm qua rồi cũng có 10 người, hơn 10 vị Phật tử tới đây thọ lãnh bát quan trai giới, và ngày hôm nay tu tập, rồi chiều nay xả giới. Chí Nghĩa vô cùng là tùy ý và tán thán công đức của quý vị. Vì muốn cho quý vị có tăng trưởng niềm tin, vì muốn cho quý vị hiểu thêm về chánh pháp của Đức Như Lai, thì Chí Nghĩa soạn ra cái đề tài này để mà trình bày cho đại chúng biết, để mà mong mỏi làm sao những người đã có điều kiện tới chùa thọ bát quan trai tăng trưởng cái niềm tin, và những người chưa có điều kiện đi thì cố gắng sắp xếp cho mình. Cái công đức nó lớn lắm. Cái đây là Phật thường hay ca ngợi, rồi Chí Nghĩa là cái người nhắc lại thôi. Đó. Thì bây giờ cái lợi ích của bát quan trai giới nó như thế nào mà Đức Thế Tôn nhiều lần khen ngợi. Rồi cái phước báo của người làm vua như thế nào mà tại sao Đức Thế Tôn bảo rằng là cái người đó vẫn thua cái người thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm. Thì thứ nhất
cái lợi ích của bát quan trai giới, thứ nhất là thân được an ổn đó. Trong kinh Cửu Hạnh Phật dạy sau giờ ngọ không ăn thì được năm lợi ích, đó là ít tà dâm, ít ngủ, tọa thiền được nhất tâm, thân được an ổn và tâm sanh vui vẻ. Trong kinh Dược Sư nói nếu có người bị bệnh nặng muốn thoát khỏi bệnh khổ, hãy vì người này mà thọ trì bát quan trai giới trong 7 ngày 7 đêm, sau đó hồi hướng cho người bệnh. Đây trong kinh điều Phật đều có nói hết. Tại sao mà sau cái giờ ngọ rồi chúng ta hạn chế ăn, không nên ăn, là bởi vì khi mà chúng ta ăn no chúng ta sẽ dễ sanh tâm buồn ngủ. Khi mà người ta thế gian hay nói đó, căng da bụng thì trùng da mắt. Khi ăn no rồi là rất là dễ ngủ. Và khi ngủ như vậy á, thì thời gian chúng ta tu tập rất là ít. Chúng ta ngồi thiền thì chúng ta ngủ gục, rồi chúng ta niệm Phật cũng khó nhất tâm. Tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái pháp tu, pháp nào cũng đưa hành giả tới cái sự giác ngộ. Nếu chúng ta có duyên với pháp nào thì chúng ta cứ hành trì pháp đó đều là tốt cả. Cho nên Phật dạy chúng ta là bớt ăn lại thì giờ tu chúng ta mới được nhiều hơn. Nhiều khi mình bận rộn trong cái ăn uống, nhiều khi cái thời gian nó qua rất nhanh, và cuối cùng dòm lại cả ngày trời cứ lo ăn với uống không, rồi hết ngày hết giờ đi ngủ. Ăn no thì buồn ngủ, ngủ dậy thì đói bụng thì kiếm đồ ăn tiếp. Rồi nhất là mùa đông lạnh lẽo này, trùm mền mà ngủ rồi thôi không ai kêu luôn, rồi cứ ngủ hoài hết giờ, vậy là thấy thời gian nó trôi qua một ngày rất là nhanh. Rồi Phật dạy chúng ta trong kinh Dược Sư có nói rằng là cái gì người bệnh, tại sao vậy? Khi người bệnh nặng rồi đó, người bệnh là họ nằm đó rất là khổ, nhưng mà con cháu trong nhà gia quyến thấy cảnh đó thì vì người bệnh phát tâm thọ trì cái bát quan trai giới rồi hồi hướng như vậy, do cái công đức của cái người này hướng về cái người bệnh thì cảm được cái phước lành, thì cái nghiệp của người này cũng tiêu bớt. Rồi cái thứ hai nữa là tiêu diệt tội trước. Công đức tu tập bát quan trai giới công đức rất lớn, không thể nghĩ bàn. Tất cả tội chướng thảy đều tiêu trừ. Người nào thọ trì giữ giới thanh tịnh sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ được thành tựu vô lượng công đức lành. Đây là ở trong kinh U Bà Tắc Giới. Đức Phật có nói là cái công đức lớn lắm. Người thế gian người ta thường trang sức cho mình bằng vàng bạc châu báu, dây chuyền, cà rá, bông tai, nhưng mà cái đó là cái bên ngoài, không có cái theo người thế gian thì họ cho là quý, nhưng mà Phật nói không quý, chính bằng trang sức cho mình cái công đức thọ trì bát quan trai giới, nó là giống như một cái sâu chuỗi anh lạc đó, trang nghiêm tự thân chúng mình để mà hướng về đạo vô thượng bồ đề, đó là đạo giác ngộ. Thứ ba, không tái sanh vào đọa xứ. Người thọ trì bát quan trai giới thanh tịnh sau khi mạng chung không bị đọa vào các khổ, các chỗ sau đây. Thứ nhất, không đọa vào địa ngục. Thứ hai, không đọa làm ngạ quỷ. Thứ ba, không đọa làm súc sanh. Thứ tư, không đọa vào Atula. Đây là trong kinh Thập Thiện Giới, Phật có dạy. Mình nhờ cái công đức thọ trì bát quan trai giới mà mình không có tái sanh vào những cái cảnh khổ này. Quý vị biết mà, tái sanh vào địa ngục là quá khổ rồi ha. Tại vì cái một cái ngày mình giữ giới, mình đâu có làm gì đâu ác. Thân không làm điều ác, miệng không nói điều ác, ý không khởi điều ác, thì ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương. Quý vị thấy không, một ngày quý vị thanh tịnh, một phút quý vị thanh tịnh thôi là đồng với Phật rồi. Phật là thanh tịnh. Chúng ta giữ giới, chúng ta ngày hôm đó chúng ta giữ giới, chúng ta đâu có nói điều ác, rồi ý chúng ta cũng đâu có nghĩ tới cái điều ác, thân chúng ta không làm ác, mà ba nghiệp thanh tịnh thì sanh ra được công đức lành. Còn người nào mà làm ba nghiệp hướng về điều ác, ý khởi điều ác, miệng nói lời ác, thân làm hành ác thì tạo nghiệp xấu, thành một cái nghiệp xấu rồi thì nó cảm ra, nó dẫn chúng ta vào cái nơi tối tăm. Không, thứ tư là không bị các tai nạn bất ngờ đưa đến. Bất ngờ đưa đến là sao? Giống như là kêu bằng cái nạn hoạn tử á. Những người nào mà thiếu phước á, mình bị bệnh mà mình không có gặp thuốc, không gặp thầy, đó là hoạn tử. Mình chết vì lửa, chết vì nước, chết vì súng đạn, chết vì gương đao, đó là hoạn tử. Người nào mà thọ công đức bát quan trai lớn này á, giữ gìn thanh tịnh á, thì không bị mấy cái nạn này. Mình bị bệnh thì có thuốc, mình gặp tai nạn thì có người giúp, là do cái công đức bát quan trai giới của mình nó cảm ra, nó giúp cho mình.
Còn nếu mà mình không có tạo cái công đức lành á thì mình sẽ rơi vào những cái nạn này. Có những người bệnh mà không gặp thuốc rồi là nằm biết chờ biết chết, đó là cái nghiệp quạnh tử. Thì ở đây Phật dạy rất là rõ, Phật nói là cái điều thứ năm là được nhiều phước báo, một ngày trì chay giữ giới được 60 vạn đời dư ăn. À, tại sao mà được thù thắng như vậy? Thì bởi vì do cái trì giới, cái công đức đó mà mình được một thời gian dài, cái phước báo của mình nó giúp cho mình rất là sung túc, sống đời sống rất là dư dả. Cho nên Phật tán thán rất là nhiều vấn đề mà giữ gìn bát quan cho giới, thọ trì bát quan cho giới. Điều thứ sáu, đời sau được tôn quý. Chuyện tiền thân của Đức Phật, trong một kiếp quá khứ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một người làm thuê nghèo khổ, làm việc cho một người thương gia giàu có. Nhân ngày ca giới, người này thọ lãnh, siêng năng tu hành giữ giới thanh tịnh, thanh tịnh. Đêm ngày đó mạng chung nhờ phước giữ giới thanh tịnh mà được tái sanh làm thái tử con vua xứ Ba La Nại, và sau này được làm vua vinh hiển giàu có. Trong kinh Tiểu Bộ Phật có nhắc lại tiền thân của ngài là một cái người nghèo nghèo khổ, đi làm thuê làm mướn kiếm sống cho một cái gia đình thương gia. Nhưng mà vào cái dịp mà truyền truyền bát quan cho giới đó, thì cái ông này ổng tới ổng thọ lãnh và ổng giữ gìn thanh tịnh, và đêm đó ổng chết. Ổng chết thì do cái phước lành ổng được tái sanh vào lập thọ thai vào cái bà chánh hậu, rồi sau đó thì được kế thừa ngai vàng làm vua. Thì do Phật mới nhắc lại ta được ngày hôm nay giàu sang, được làm vua là nhờ nhờ công đức thọ trì bát quan tra giới. Thứ bảy, được sanh thiên. Sanh thiên là sanh của trời á, nhờ phước lành giữ giới thanh tịnh, sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời, hưởng phước vi diệu an vui. À, Phật dạy chúng ta là nhờ cái phước lành đó mà sanh được được lên cái cõi trời. Thì có một cái cô thiên nữ nhan sắc rất là xinh đẹp, dung mạo đoan nghi khả ái, ai nhìn thấy cũng sinh tâm yêu mến. Thì vua cõi trời là Thích Đại Hoằng Nhân mới hỏi rằng: này cô, này tiên nữ, do cái nhân duyên gì mà nàng được cái phước đẻ phước báo như vậy? Thì cô thiên nữ này mới thưa rằng: thưa, trong một cái đời trước, vào cái thời kiếp quá khứ của Đức Phật Ca Diếp, tôi là một cái người bình thường, một người phàm dân thôi, một người dân thường mà tới thọ trì cái bát quan tra giới, một ngày một đêm tôi giữ trọn. Do cái phước lành đó, sau khi tôi mạng chung tôi sanh lên cõi trời, tôi làm thiên nữ, và do cái phước thọ trì giữ giới thanh tịnh đó mà tôi được thân tướng trang nghiêm. Quý vị thấy không, mình đơn giản thôi, năm giới tại gia thôi mà mình giữ trọn, đời sau mình cũng được sung sướng nữa, huống hồ với bát quan tra giới một ngày một đêm thì phước báo rất là thù thắng. Sau khi sanh lên khỏi trời giữa các tiên nữ, nhưng mà cô này đẹp trội hơn, là hỏi ra thì do cô làm thiện làm lành và giữ giới thanh tịnh mà nhờ cái phước lành đó cô được thân tướng đẹp đẽ. Thứ tám, được sanh về cực lạc. Đây là nói về những cái người mà có cái ý nguyện muốn sanh về cực lạc sau khi mà vãng sanh. Thì về đó là như thế nào, cái công đức như thế nào, thì ở đây Phật dạy trung phẩm thượng sanh là nếu có chúng sanh nào thọ trì năm giới hoặc bát quan trai giới, tu các thiện nghiệp, không tạo ngũ nghịch. Ngũ nghịch đó là gì? Có nghĩa là không giết cha, không giết mẹ, không giết a la hán, không phá hòa hợp tăng, không làm thân Phật ra máu. Nếu phạm vào những điều này thì gọi là ngũ nghịch, đó là gọi là cái tội ngũ nghịch. Thời nay thì không còn Phật còn, thì chỉ có Phật tượng và tranh ảnh. Mình có cái tâm tà kiến, mình tới chùa mình phá tượng, mình phá đi cái hình tượng Đức Phật, phá đi những cái tranh tranh vẽ về Đức Phật, đó là cũng là thân Phật ra máu đó. Mình là Phật tử chân chánh thì chắc không ai dám làm điều này rồi, nhưng mà có những người tà kiến do si mê không biết, rồi phỉ báng, rồi đặt tượng phá tượng, tới chùa chiền kéo sập tượng xuống, nhất là vào cái thời kỳ mà ở bên Trung Hoa khi mà cách mạng mới giải phóng đó, họ có cái chủ thuyết rằng là vô thần đó, cho nên là trên mạng nó còn lưu lại những cái thước phim mà thấy dân người ta tràn vô các nơi mà thờ cúng đó, người ta lôi tượng xuống, người ta phá, người ta đốt kinh rất là nhiều. Cho nên đó là hành động si mê, đó là cũng là làm cho thân Phật ra máu. Tại vì mình hủy cái hình tượng Phật đi thì những thế hệ sau này họ không biết, nhưng mà rồi về sau này, những cái thập niên về sau này họ khôi phục trở lại và chùa chiền được phát triển đó, tạo lại cho người dân có cái nơi nương tựa về mặt tâm linh. Chánh niệm trong một ngày một đêm thọ trì bát quan trai giới,
chẳng phá điều nào, giữ giới thanh tịnh, hồi hướng cực lạc Tây Phương sau khi mạnh chung được như ý nguyện. Thứ chín, được thân tướng xinh đẹp trang nghiêm. Và đây Phật nói chúng ta là chúng ta hồi hướng về cực lạc. Nếu những người nào mà có cái nguyện giảng sanh sau khi giữ gìn trai giới xong, mình hồi hướng con hôm nay thọ giới bát quan trai của Phật, hôm nay xả giới, con nguyện cái phước lành mà con thọ trì giữ trong một ngày một đêm này, hồi hướng cho con được về cực lạc. Thì do cái tâm nguyện lành đó, thì cái phước báo đó, thì sau này người này mạng chung được được như ý nguyện. Mà và được cái thân tướng xinh đẹp trang nghiêm, mà trong hiện đời này cũng vậy. Nếu mà mình thọ trì trai giới này nọ kia, mình tái sanh lề sao mình được thân tướng trang nghiêm. Có một cái câu chuyện này cũng vui là như thế này, nói là cái không có nói dối. Có hai cha con đi tới chùa quy y, thì trong đó có giới thứ tư là không vọng ngữ, không được nói dối. Trở về nhà thì mấy ngày sau có cướp nó lẻn vào nhà, nó bắt nó trói lại. Nó trói lại cái nó mới quánh ông cha, nó mới biểu giờ đưa vàng đưa tiền ra đây, không thì tôi giết ông. Ông cha nói trời ơi, tôi khổ, tôi nghèo quá, tôi làm gì tôi ăn gì chứ tôi đâu có tiền đâu, mà mấy ông vô mấy ông thấy rồi, nhà tôi cũng đâu có điều kiện đâu, rồi tiền bạc cũng đâu có đâu mà có. Mấy ông thấy cái gì mấy ông lấy cái đó đi, chứ còn biểu tôi chỗ giấu tiền giấu vàng thì đâu đâu có. Cái nó quánh ông cha, ông cha ông nói vậy, cái nó quay qua nó hỏi đứa con, ba mày giấu tiền ở đâu? Cái đứa con nói ba giấu tiền ở dưới cái giường á, dở cái giường ra thì thấy giấu cái mớt á. Mấy lần hỏi sao mày biết, nó tại thấy mấy lần ba kéo cái giường ra ba giấu chậm. Cái cướp nó kéo ra nó lấy hết, nó hết cái nó đi. Cái ổng nói sao mày ngu quá vậy, mày giấu trong đó mày chỉ hết trơn rồi lấy gì ăn. Nó nói đi thọ giới, có giới không nói dối. Con đâu có dám nói dối đâu, trước Phật hỏi có giữ giới được không, con nói mô Phật con xin giữ được. Thì bây giờ con không nói là con thành ra con phạm giới, con nói dối, cho nên con phải nói thiệt. Thì con thấy ba giấu đó con chỉ, chứ con đâu có nói dối đâu, con đâu có nói sai đâu, sao ba la con. Đó là qua chuyện vô chuyện này chắc cũng vui thôi, chắc cũng không có thiệt đâu, không có ai chỉ chuyện đó đâu. Thì quý vị biết á, ngày xưa các bậc tôn túc á, muốn truyền thừa lại cho người sau để mà gìn giữ cái mạng Phật pháp về lâu dài á, thì phải tìm người trong chúng có những cái người mà tu hành chân chánh rồi giữ giới thanh tịnh, phải cái tâm bao dung thì mới truyền thừa. Thì một câu chuyện này có thật xảy ra ngày xưa ở bên Trung Hoa đó, có một cái ngôi chùa đó, vị hòa thượng này lớn tuổi rồi, thì bây giờ thấy đầu chúng cũng đông, mà bây giờ tìm cái người mà xứng đáng kế thừa thì không phải là dễ. Quý vị biết mà, nhiều khi trong gia đình mình cũng vậy, con cháu đâu phải đứa nào cũng ngoan cũng hiền hết đâu, có đứa sanh tật này, có đứa sanh tật kia, có đứa hiếu thảo, có đứa cũng nó cũng làm cho mình phiền não đó. Thì hòa thượng mới âm thầm tìm, thì thấy ở trong chùa đó có một cái ông đó, ông là ổng làm tri khố, thì ổng rất là hiền, thấy tánh tình cũng rất là được chúng lòng chúng. Thì thời đó rất là khổ, chùa ăn hầu như ăn cháo là chính, chứ ăn cơm không có gạo để mà ăn, thời loạn lạc mà. Thì mới có một cái dịp đó, một cái làng bên mới mời hòa thượng qua bên đó để mà chứng trai. Thì hòa thượng đi mấy ngày sau mới về, hòa thượng mới nói thôi giờ trong chúng cũng lo tu hành, tôi đi qua bên đó 3-4 ngày tôi mới quay lại. Thì sau khi hòa thượng đi rồi ra, cái ông tri khố này ổng thấy thời gian qua chúng ăn cực quá, hầu như làm cháo không à. Cái ông thấy hòa thượng đi rồi, ổng mới lén ổng vô nhà bếp, ổng có cái gì ngon ổng lấy hết ra, ổng nấu thiệt là ngon rồi cho chúng ăn. Ổng nấu một nồi phở giống như cô Diệu Châu nấu cho chùa mình ăn vậy đó. Một nồi phở thiệt là ngon đãi đại chúng. Thế là hồi nào giờ ăn khổ mà, rồi nấu chè nấu bánh, làm bánh chùa núi mà đâu có ai tới chùa đâu, chùa cũng hẻo lắm nữa. Thế là bà con ăn xong mà khen ngon quá trời ngon luôn. Cái sau khi hòa thượng về thì trong chúng cũng nói hòa thượng đi rồi, ông chi khố ổng nấu ăn ổng đãi chúng thiệt là ngon. Cái ông hòa thượng mới kêu chi sao khố lên, ổng nói tôi đi mấy ngày đó rồi, trong chùa có thí chủ nào tới cúng dường trai tăng không? Thì ông chi khố dạ thưa không. Rồi có cúng trai phạn không? Nó dạ thưa không. Không có ai cúng dường mà tại sao ông dám lấy đồ ăn của chúng ra ông nấu cho thiệt là ngon, ông đãi mà trong khi tôi đi dân, ông đâu có được phép như vậy. Nó chiếu theo luật gì làm sai,
Trừ khi nào có thí chủ tới cúng, còn bình thường không tới cúng thì thực phẩm trong chùa phải chia đều ra cho những ngày sau. Bây giờ ông cho ăn ngon hết rồi mấy ngày sau còn gì nữa mà ăn, rồi lấy cái gì mà bù vào. Bây giờ ông đã phạm luật, ông làm sai thì bây giờ ông phải bán y áo ông làm sao ông bù vào cái buổi tiền, cái tiền mà nấu cái nồi phở đó đó, bao nhiêu ông bù vô đó đi. Cái ông này ổng nghe hòa thượng dạy vậy, cái ổng về ổng cũng phải đi quyên góp, đi xin, đi bán đồ cá nhân của ổng bù vô. Sau khi bù vô xong rồi thì trước đại chúng hòa thượng rầy, tại ngày xưa các vị hòa thượng họ rất là nghiêm trì giới luật. Mình ngày nay nhiều khi mình si mê, mình vào chùa mình thấy cái gì ngon mình lụm mình không xin, hay là những người có cái chức vụ mà thấy riêng tư, thích Phật tử này biếu, thích Phật tử kia biếu, không có cái tâm bình đẳng, mặc dù đồ đó không phải đồ của mình. Đâu phải đồ của mình đâu, đâu có chùa không à. Người ta cúng cúng dường cho chùa, thí dụ như cúng dường cho 10 trái quýt, 10 trái táo, cái mình thấy Phật tử này quen cái mình lấy mình cho. Đâu phải của mình đâu mình cho. Đồ của thường trụ là của thập phương tăng. Ăn là phải phổ đồng cúng dường. Nhưng ngày hôm nay người ta cho mình bánh tét, mình chia đều cho mọi người ăn thì mình không có lỗi. Nhưng mà nếu mình riêng tư, mình lấy, mình ăn lén trong phòng, hay mình riêng tư, mình lén, mình cho những người mà quen với mình, thì đó là phạm, là có lỗi. Nhất thời thấy không có gì, nhưng mà quả báo gì sao rất là nặng. Thì cái vị hòa thượng này mới rầy ông thầy đó xong rồi, thì cái ổng mới cúng dường xong trả tiền lại hết. Hôm đó con nấu nồi phở mà không biết cô Diệu Châu mua nhiêu, nhưng mà con mua nhiêu đây, rồi con trả lại tiền là bao nhiêu đây. Rồi xong rồi ông thầy, ông chủ trì, ông hòa thượng mới đuổi. Ông nói bây giờ ông không có còn tư cách trong chùa nữa, tao phạm luật rồi, ông làm mà qua mặt tôi, quên cái chuyện đúng. Bây giờ chúng ăn họ khen ngon, nhưng mà bây giờ cái tội ông gánh. Rõ ràng tại ông là cái người bày ra đó, tôi đâu có chủ trương, tôi đâu có kêu ông làm cái chuyện đó đâu. Thì giờ đuổi ông ra khỏi chùa, thì cái ông thầy nhắm mới thưa, nói thưa hòa thượng, bây giờ hòa thượng đuổi con đi thì con không dám ở, nhưng bây giờ hòa thượng cho con đến ngày hòa thượng giảng vào những ngày chủ nhật đó, thì xin hòa thượng cho con vào con nghe pháp. Rồi cái ổng nói được. Rồi cái ổng đi ra, ổng ra giờ đi đâu giờ? Rồi ổng ra trước cổng chùa đó, ổng mới kiếm mấy cái tấm bạc ổng che cái liều, rồi ổng ngồi đó ổng ở, rồi chờ ngày hòa thượng giảng vô, rồi sao cũng ở xin vô công quả. Rồi vào những cái giờ chúng ăn xong đồ thừa còn lại đó, rồi ổng xin ổng ăn. Ổng suốt một thời gian như vậy là 3 năm như vậy. Thì một hôm đó hòa thượng mới chống gậy đi ra ngoài thấy ổng, thì ổng thấy hòa thượng cái ổng tránh, ổng né. Cái hòa thượng mới đón đầu ổng thì mới kêu lại, có hết tránh được rồi thì ổng tới, ổng mới chào hòa thượng. Hòa thượng mới hỏi thời gian qua 3 năm ông ở đâu. Nói dạ thưa hòa thượng, con ở trước cổng chùa. Rồi cái hòa thượng mới nói ông ở đó rồi ông có vô trong chùa ông tắm rửa ông giặt giũ không? Dạ thưa có. Rồi ông có trả tiền không? Dạ không. Rồi ông ở đắp chùa ông có trả tiền mướn không? Cũng không. Không là không được, vậy là ông phạm. Ông đâu phải thành viên trong chùa đâu mà ông được tắm rửa trong chùa rồi đi nhà vệ sinh nhờ rồi này nọ kia, chùa phải trả tiền cho ông hả? Không được, ông gì ông phạm. Bây giờ ông phải đi khất thực 3 năm đó, 1 năm là bao nhiêu tiền quy ra. Bây giờ ông phải đi khất thực, ông đem cái số tiền ông trả lại. Tại ông ở phi pháp, ông ở trên đất chùa mà ông trả tiền mà ông phi pháp, tôi đâu có cho phép ông đâu. Mà ông ra ngoài ông thuê nhà phải trả tiền, thuê đất cũng phải trả tiền. Thì chùa cũng vậy thôi, cái ông mới hòa giải giờ quy định là 1 năm là 1 lạng, 3 năm là 3 lạng bạc. Cái ông ta mới xuống núi, ông ta mới đi xin đủ 3 lạng bạc lên trả cho hòa thượng. Nó con trả tiền 3 năm con ở trước cổng chùa mà con không có xin. Đó giống như tiền thuê mướn, rồi tiền tắm rửa trong mấy ngày con vô trong chùa con ấy. Thì sau một thời gian như vậy thì hòa thượng nhận cái số tiền đó. Thì một ngày kia lên pháp tòa, hòa thượng mới nhóm chúng lại đánh trống pháp để mà ra trước cổng chùa thỉnh cổ Phật vô, thỉnh ông đó vô, hòa thượng truyền thừa lại. Thời gian qua là thầy thử thách con, thầy thương con, thầy thử thách con, càng khó khăn bao nhiêu mà mình vượt qua được đều nghe lời thầy dạy. Thầy dạy con sau này con làm trụ trì rồi con phải tự ý tự nguyện, đồ nào cúng cho tăng là con phải để cho tăng, còn đời nào đồ nào mà cho bá tánh dùng thì con phải cho bá tánh dùng, đồ nào của con thì con muốn cho ai con cho, còn ngoài của con là con không được phép. Đâu có được như vậy, mặc dù là đầu thừa mứa mình tự ý tự quyền mình làm như vậy lỗi. Thì sau này 3 năm trời thử thách, thấy cái ông tăng này rất là tốt và rất lãi, thì hòa thượng chọn làm trụ trì. Ngày xưa khó lắm, ngày xưa khó lắm thưa quý vị, muốn chọn một người khó lắm, coi kỹ rất là dừ giữ giới luật. Thì sau khi ông này ổng lên làm trụ trì, ổng kế thừa hòa thượng để mà xiển dương Phật pháp, thì tông phong rất là hưng thịnh. Một người mà có cái tâm như vậy thì nhất định sau này cái dòng thiền và những cái gì mà pháp môn của họ thế nào cũng được hưng thịnh.
Tại vì nghiêm trì giới luật, trì giới. Còn ngày nay bây giờ quý vị thấy mình bây giờ mình sung sướng quá. Nhiều khi bây giờ mình kêu người tu chứ cũng chưa chắc ai chịu tu. Rồi nhiều khi mình mới rầy đệ tử cái là sáng hôm sau xách đậu gối đi rồi. Mới la nó một cái thôi là nó đi rồi, chứ đừng nói mà nó ở, nó nhận chùa. Nó thầy khó quá, thầy chùa mình thầy ở luôn đi. Con đi qua chỗ khác con ở. Đó, bây giờ mình dạy chúng, mình nương thương chúng là mình phải dạy nhỏ nhỏ, có những chuyện rầy, có những chuyện cũng phải làm lơ. Chứ mình khó quá rồi dòm tới dòm luôn của mình. Rồi đóng cửa chùa của mình, mở cửa chùa của mình. Đó rồi là làm sao mà nhất sư nhất tử là từ đâu ra, từ khó quá đó. Thời nay khó lắm, khó lắm, mình khó quá mai ở hết. Mà nhất là ở cái xứ tự do bên đây nữa. Quý vị thấy không, người tu thì ít. Mà mình khó khăn nữa thì giờ tới làm đua của mình ở. Mà mình ở mình làm đâu nổi. Rồi mình chết rồi gây dựng ra cái ngôi chùa như thế này truyền thừa cho ai. Ở bên Việt Nam có những ông thầy ở mình á, khó quá rồi chết rồi, rồi cái giáo hội họ tiếp quản, họ đưa người khác xuống. Mà sanh tiền không đổ được người đệ tử nữa. Tại sao? Vì tại mình khó quá. Thời xưa khác, thời nay khác. Thời nay mà Phật tử tới chùa mình cũng phải vui vẻ với người ta, chứ mà mình mặt mình ụt một đống là họ không tới nữa. Họ nói tôi tới chùa tôi lễ Phật, tôi thấy thầy chùa khó chịu quá tôi không tới nữa. Thấy không, cái xu hướng bây giờ là gì? Mình phải gặp, mình phải tùy duyên, mình phải vui vẻ người ta. Rồi người ta bệnh hoạn mình cũng phải thăm hỏi. Ngày xưa các vị tôn túc á, khi mà Phật tử tới chùa đó không có kéo ghế mời ngồi, mà cũng không có rót trà mời uống. Rồi uống thì tự rót uống, muốn ngồi thì tự kéo ghế ngồi. Ngày nay mà những đại thí chủ tới mà nói ra đụng chạm mà mình không mời người ta không tới nữa. Rồi cũng mới mời cơ mà mời cô rồi cũng này nọ. Cái ngày xưa không có, ngày xưa cái giới đức của các ngài thanh cao lắm. Có một cái ông vua đó, ổng mỗi lần mà ổng tới, ổng cầu pháp á, ổng tới ổng đảnh lễ hòa thượng. Thì một ngày đó thì ổng mới nghe một cái âm quan mới nói rằng là thưa hòa thượng, thưa bệ hạ, ông hòa thượng ổng ngã mạng quá, bệ hạ là vua của muôn dân, là đứng đầu trăm họ, ai gặp hòa thượng cũng phải quỳ, ai gặp bệ hạ cũng phải quỳ lại hết, không dám ngước đầu lên nhìn, mà bệ hạ phải tới đảnh lễ hòa thượng. Hòa thượng có gì không, tôi có gì, có cái y không mà bệ hạ phải đảnh lễ, phải cung đó cung kính này nọ kia, mà ông hòa thượng này ổng coi thường bệ hạ. Bây giờ bệ hạ phải làm cái gì khác hơn. Thì do ông vua này cái niềm tin tam bảo ổng chưa có mạnh lắm, thì nghe những cái lời sàm tấu lâu ngạn cũng bực. Ông bực cái bữa ngày đó thì ông vua đó không ai xa lạ, chính là ông vua Lương Đo Đế. Cái vị hòa thượng đó chính là hòa thượng Chí Công. Rồi thì bữa hôm đó cái ổng mới tới, ổng mới nói bây giờ mà tới mà nếu mà ông vua mà ông vua này mà bị ông hòa thượng này mà ra mà không tiếp đón nữa đó thì ổng sẽ đấy. Nhưng mà ông hòa thượng này ổng có thần thông, ổng biết được cái tâm của ông vua. Bữa đó ông ra ông đón thì ông vua hầm tới. Thì ông hòa thượng nó mới nói rằng là sao nay hòa thượng ra ngoài đó. Thì ông hòa thượng nó mới nói rằng là hôm nay mà nếu mà tôi mà không ra đó, hòa vua sẽ nổi giận và giết một vị tăng là vua đỏ địa ngục. Thà tôi ra đây tôi đón thì vua sẽ không có bị đổi đó. Thì ông vua rất là ngạc nhiên, nói tại sao mà lại biết được. Ông ấy ta biết ngày xưa vua tới vì pháp, nhưng mà hôm nay vua tới vì ngã mạng. Tại vì pháp Phật là pháp cao quý, giúp cho con người ra khỏi sanh tử, giúp cho con người là đạt được quả vị vô thượng bồ đề. Pháp Phật là hơn cả vua. Vua ngày xưa tới vì vua vì pháp, mà hôm nay vua tới vua vì bản ngã. Cho nên tôi phải ra ngoài tôi đón để tránh cho vua phải cái tội mà đọa vào địa ngục. Quý vị thấy không? Ngày xưa các vị cao tăng họ không có đảnh lễ hoàng đế đâu, không đảnh lễ đâu. Họ không có xu hướng. Rồi thí dụ tới cúng dường thì tốt, cúng dường thì thôi, không cần. Nhưng mà ngày nay vì cái phương tiện, rồi nhiều khi ở nơi cái xứ này mà thiếu tiền trả góp ngân hàng nó cũng khổ. Cho nên mình cũng phải phương tiện, mình nhiều cái phương tiện của đó quá, nhiều khi làm cho một cái vị tăng nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm. Quý vị xem đại sử ngày xưa những cái vị mà nổi tiếng đó, đức hạnh các ngài ấy đó, không bao giờ các ngài xu hướng. Có một cái vị tăng đó đi xuống chợ mà ngài ở ẩn trên núi, ngài tu hành giới luật tinh nghiêm lắm. Cái ngài xuống chợ thì quân lính nó mới dẹp đường. Tại ngày xưa mà quan đi đó là quân lính nó đi trước nó dẹp đường, cánh ga cho đại quan đi, dân làng né ra, người thì khúng núng, người thì sợ hãi. Mà ông tăng này ổng cũng dám đi bình thường, ổng cũng tránh không né vậy. Cái con ngựa nó kéo cái xe tới gần tới nhà, cái tự nhiên nó quỳ xuống,
Nó đi nữa, nó quỳ xuống, cái ngài mới dỗ đầu nó, ngài mới nói là ngươi mà cũng biết được ta nữa. Rồi cái ông quan ông thấy vậy, ông mới tại sao tới đây mà con ngựa đâu đi mà nó quỳ xuống. Thì cho quân lính hỏi thì mới thấy cái vị tăng này, ngài là một bậc cao tăng. Thế súc sanh mà nó thấy nó còn quỳ xuống. Đó, ngày xưa là không có mà dính vào cái vấn đề mà quyền quý, đừng nghĩ là vua chúa rồi ấy. Rồi quý vị thấy không, một nét rất là đẹp về Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi mà Võ Tắc Thiên là bà cũng là rất là người mộ đạo, bà mới triệu ngài Thần Tú vào. Lúc đó là Lục Tổ Huệ Năng đã đi về phương Nam để mà hoằng pháp, thì ở lại đó chùa đó thì còn là ngài Thần Tú. Thì bà mới triệu ông ngài Thần Tú vào nhà, bà mới thưa thỉnh Phật pháp. Thì ngài Thần Tú vào mới nói rằng là bệ hạ thương thần triệu thỉnh vào cung để mà hỏi Phật pháp để mà cúng dường, nhưng mà thần hổ thẹn vẫn còn một người mà bệ hạ không biết. Lúc bấy giờ thì bà Võ Tắc Thiên bà rất là ngạc nhiên, bà nói rằng là trẫm làm vua thì trẫm thường hay là tham bái và được nghe nhiều danh tăng cao tăng ở cái đất Trường An này, mà tại sao vị cao tăng đó là ai mà trẫm không biết, mà ai mà qua được ngài Thần Tú pháp sư này nữa, mà ngài pháp sư còn phải khen ngợi cái vị đó là ai. Thì ngài Thần Tú mới nói còn một người nữa, đó là ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng là chánh thống được truyền thừa từ ngũ tổ được đi bác, còn hạ thần không được, bằng tăng không được. Thì bây giờ xin bệ hạ hãy thỉnh ngài Huệ Năng vào triều để mà tham vấn Phật pháp. Ngài Huệ Năng là nhục thân của Bồ Tát hiện ra đời để mà xiển dương chánh pháp, thiền đốn ngộ. Thì sau khi mà nghe cái lời tiến cử của bà Võ Tắc Thiên thì bà mới cho ông quan ông tới, ông mới thỉnh ba lần, thỉnh không lần nào ngày đi. Còn bây giờ mình mà nghe bộ trưởng hay thủ tướng mời ra đi liền á, mà không đi liền mà chuẩn bị đi sớm nữa. Ba lần thưa thỉnh, ba lần là vàng ngọc châu báu ban, coi như là y quý tới mà tặng. Vua ban mà, vua tặng đâu phải là đồ dừa. Mà ngài chỉ viết một cái lá thư, ngài nói rằng là bằng tăng quê mùa thọ ơn của quốc vương, tại vì nhờ có quốc vương mới đất nước mới bình yên, nhờ người ta không có chiến tranh thì nhờ ơn đất nước để mà ráng tu hành để mà hồi hướng công đức này cho quốc thái dân an, dân lên bệ hạ chứ hạo chứ bằng tăng đâu có đức hạnh gì mà về triều đó. Năm lần bảy lượt cầu thỉnh mà không đi là không đi, quý vị thấy không? Ngày xưa mà để là tiếng thơm lưu lại muôn đời, không bao giờ mà trong luật Phật cũng có nói là không gần được những người quan chức, không gần những người bậc giàu sang, người tu hành không nên gần. Có duyên thì gặp, không duyên thì thôi, không tới lui những nơi này. Tại vì đến lui những nơi này á, mình tu không có khéo cái tâm mình sẽ bị nhiễm. Tại vì giàu sang ai không thích, thấy không? Ai cũng thích cả. Đó, nhưng mà nhiều khi mình sống thanh bần á, thì mình gần đạo, mà mình sống không thanh bần á, thì mình sẽ xa đạo. Đạo là đạo thanh bằng, từ thanh bằng mới giác ngộ. Nếu mà trong giàu sang mà giác ngộ thì Thái tử Sĩ Đạt Đa đâu có bỏ cung vàng điện ngọc trốn rào rừng mà tu, để rồi 6 năm khổ hạnh là mới chứng được quả vô thượng bồ đề. Nếu chứng quả vô thượng bồ đề ngồi tại cung vàng cũng được vậy. Mà trong thiền sử xưa nay lưu lại, trong sách sử lưu lại, không có một vị tổ nào mà ngộ đạo hay là được thành tựu vô thượng bồ đề ở trong cung vàng điện ngọc cả, đều là rừng núi. Rồi Phật cũng dạy các vị tỳ kheo cũng phải vào rừng núi ẩn tu. Thì ẩn tu vào đó thì cái tâm mình nó mới thanh tịnh và bắt đầu đạo nó mới dễ gần. Rồi một ngày nào đó mới ngộ ra được cái chân tánh, ngộ ra được cái Phật tánh của chính mình, ngộ ra được cái chân tướng của cái các pháp, nó ngay như mình chúng đâu hết. Và bây giờ mình gần cái sự giàu sang sung sướng quá rồi mình sẽ quên đi liền. Ăn thì ngon, ngủ thì giường cao đẹp, rộng rãi, im ấm. Rồi mình sẽ dễ vui, ngồi thiền thì ngủ lên ngủ xuống, tu hành thì trễn mãn. Rồi cứ việc nay đi qua nhà Phật tử này, mai qua nhà Phật tử kia, thì thời gian đâu để mà dành cho mình tu. Rồi một thời gian vô thường nó tới, rồi bắt đầu là hết, thở cái khì ra đi, ôm một mớ nghiệp, giải thoát thì không thấy, thấy toàn là giải chết. Thấy không? Thì giải dụa giải chết, ta làm sao giải thoát được? Làm sao giải thoát khi mà trong tâm mình đầy những tham sân si? Làm sao mà giải thoát khi trong tâm mình đầy những dính mắc phiền não càng nhiều là không bao giờ giải thoát được. Mà chỉ có giải thoát khi hoàn toàn tâm chúng ta buông xả. Bây giờ gần chết rồi nghĩ trời ơi, tài sản quá trời luôn, trong ngân hàng còn quá nhiều tiền, xe thì 5-7 chiếc,
rồi tính là còn đào lỗ chôn chưa nói ra nữa, rồi nhiều quá đi không được. Người đời cũng vậy thôi à, chúng ta tu hành mà chúng ta còn dính mắc là chúng ta không bao giờ giác ngộ được. Giác ngộ là phải buông xả, giác ngộ là phải tâm phải hỷ xả, bỏ thân và bỏ luôn cả tâm. Thân này chúng ta thấy không thật, khi bệnh đau chúng ta không vì nó mà sanh ra cái sự phiền não. Tâm chúng ta không thật, những buồn vui giận ghét chỉ là những và dĩ là đó là những là cái bóng của sáu trần, nó lưu lại trong tâm thức. Một trạng thái sân hận nổi lên khi chúng ta cảm thấy khó chịu, khi bản ngã chúng ta nó gặp cái điều không vừa ý thì bắt đầu nó sanh cái sự sân hận tức tối lên. Đó cũng là không có thật, thân không thật thì tâm không thật, và chúng ta không thấy được điều đó, chúng ta chấp vào đó thì chúng ta mãi mãi si mê, mãi mãi khổ hoài và mãi mãi đi trong cái dòng sanh tử bất tận mà không bao giờ dừng lại được nữa. Tại vì cứ đắm nhiễm đời này sanh ra đắm nhiễm, đời sau sanh ra đắm nhiễm, mà chưa nói trong quá trình đắm nhiễm tạo thêm những cái điều ác, tạo thêm những cái điều bất thiện, thì cái quả báo đó nó đẩy mình vào cái chỗ tối tăm. Đời này chúng ta giàu nhưng mà chúng ta không biết bố thí cúng dường, đời sau chưa chắc được giàu. Đời này chúng ta sát sanh hại vật quá thì đời sau đừng mong mình khỏe mạnh, không bao giờ có đâu. Đời này mình bị ung thư ung bú là trước mình sát sanh. Đời này tuổi thọ nó ngắn là đời trước mình sát sanh quá nhiều. Đời này mình được sống thọ ít bệnh tật là đời trước mình phóng sanh, mình không có gây đau khổ cho chúng sanh, đoạn mạng chúng sanh, và thường hay bố thí thuốc. Mình bố thí thuốc cho người ta đời sau mình được khỏe mạnh thôi. Rồi đời này mình nhan sắc xinh đẹp là trong lòng mình ít có sân hận. Chuyện gì qua rồi thôi, mình không có lưu lại trong lòng, mình không có sự bực tức, thì do đó mà nhan sắc mình xinh đẹp, khỏi đi quỷ diện. Bởi thầy thường hay nói đó, mấy người Mỹ trắng họ đâu cần đi tắm trắng đâu, họ vẫn trắng. Rồi mấy người Mỹ đen á, rồi họ đi tắm trắng chừng nào họ trắng. Quý vị nghĩ coi, mấy người mà đen thui đó, da đen ở đây, rồi họ đi ngày nào không đi tắm sữa, họ ngâm trong cái bồn, rồi bao lâu họ trắng. Nó là cái nghiệp mà, một cái đã cái nghiệp rồi. Mình muốn đời sau mình xinh đẹp, mỗi lần mà mình tức giận lên mình nói thôi mình không giận nữa, để đời sau mình đẹp. Còn đời này mà mình cứ tức giận hoài, rồng Phật ơi cho con đẹp, đẹp được không? Mình tức giận mình nhìn vô trong gương, cái mặt mình nó nhăn nhện đủ thứ đó. Nhất là những người cố chấp, những người hay khó khăn, bắt lỗi bắt phải càng nhiều, bực tức càng nhiều, sân hận càng nhiều, thì đời sau nhất định nhan sắc sẽ xấu. Đời này á, mà mình nhìn vào trong kiến á, mình thấy mình đẹp á, mình cảm ơn thân đời trước của mình, ít có sân hận, có đem hoa cúng dường cho Phật, thường hay cười, cho nên đời này được đẹp. Mà mình nhìn vô gương mình thấy mình xấu quá thì mình biết đời trước mình cũng là sân hận dữ lắm á nha. Đó, ai nói cái gì cái bất lỗi, bắt đầu là nguýt ngoáy rồi liếc rồi lườm. Đó, đời này mới là xấu quá trời xấu. Thấy không? Mình phải tự biết mình liền ha. Rồi bây giờ mình thấy cuộc sống mình sung túc giàu sang, muốn ăn gì cũng được, muốn mặc gì cũng được, là đời trước mình biết bố thí cúng dường. Đời này vật thực thức ăn nó sung túc. Còn đời này mà bữa đói bữa no là đời trước mình biết mình cũng tham dữ lắm á nha. Cũng là bổn sẻn có ăn giấu cho không cho ai cái gì hết. Đời này người ta thiếu thừa vật chất, cho nên mình đời này vật chất mình sung túc là mình phải biết quý trọng cái thân đời trước của mình. Nhờ thân đời trước mình giữ lắm đó, đời này mới được như vậy đó. Bao nhiêu người đặt chân lên tàu đi ra nước ngoài, được mấy người tới Mỹ, và bao nhiêu người bỏ mạng ở Biển Đông. Quý vị thấy không, đâu phải là không có người chết, nhiều lắm, nhiều lắm. Và ngày hôm nay chúng ta thật là phước báo, còn những người đi máy bay qua phước nữa. Không có phải ở trại, không có phải ở đảo để mà chịu cái cảnh mà thiếu thốn. Những người ở đảo họ kể lại đó, trời ơi khổ lắm thầy ơi, chẳng sung sướng gì đâu. Rồi những người ngày hôm nay được bảo lãnh qua đi máy bay qua, rồi xuống sân bay có gia đình ra đón rước, người thân đón rước, thật là quý phước của mình đó. Ở đời không ai cho ai điều gì cả, đều là phước cảm ra cả, đều là nghiệp cảm ra cả. Chứ không có nói trời ơi hôm nay con được giàu sang cha mẹ cho, không phải đâu, do cái phước của người con cảm ra đó. Chứ không phải tự nhiên, nó không có được đâu. Mình ngày hôm nay mà mình được sung sướng, được cái quốc độ như thế này là cũng là do cái phước của mình cảm ra, chứ không phải muốn mà được. Mà khi bây giờ mình không muốn nó đến, chừng nó đến nó cũng vẫn đến, do cái phước đó. Cho nên nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui cũng không ngoài cố gắng làm sao để mà mình tạo cái phước thiện lành, để mà đời sau mình được an vui. Mình đời này mình được như thế này quá sướng rồi, tại sao mình không tạo cho mình cái phước tốt hơn nữa, đời sau mình đi lên nhất chức định không chứ đi xuống. Đi xuống thì dễ lắm, trèo lên thì khó, chứ trèo xuống thì dễ, buông tay rớt xuống liền. Cả đời làm thiện làm lành chứ bò lên được có nấc thang à.
Nhưng mà làm ác một chút thôi là rớt thẳng xuống địa ngục luôn. Xuống đó là nó khổ dữ lắm. Có cái câu chuyện vui như thế này. Nó có cái ông này ổng ghen lắm. Đầu năm mà kể mấy chuyện vui cho quý vị nghe ha. Chứ bây giờ là tám cái thọ bát quan trai giới như vậy là cũng là xong rồi đó. Cũng là tốt lại là bác quan trai giới là cố gắng mọi người nỗ lực tu giữ giới cho thanh tịnh, đời sau nhất định sung sướng. Đời sau lúc mà được làm hoa hậu, hoa khôi thì nhớ lại đời trước có đi minh chánh thọ bát quan trai giới. Đời trước được giàu xa là cũng nhờ đi tới minh chánh, biết nghe pháp, biết bố thí cúng dường. Thấy không? Đó rồi coi như là tóm lại là bài pháp thế này là ổn. Giờ thì kể một hai câu chuyện vui cũng gần hết giờ rồi cho quý vị nghe. Thì có cái chuyện như thế này, có cái ông này cũng ghen bà vợ lắm, ghen lắm. Bà vợ xinh đẹp, nhưng mà hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Thì vì có thương mới có ghen, vì có ghen mới có giận. Thấy không? Chứ không thương, không ghen, ghen chứ cho nó mệt. Mỗi lần ghen cũng sung sướng gì đâu ha. Cũng máu nó lên rồi cũng tim đập nhanh lắm chứ, cũng mất ngủ lắm chứ đâu có sung sướng gì. Thấy không? Ghen đâu có té tiền té bạc đâu, mà ghen chỉ có té ra bệnh. Mất ngủ rồi ngày mai là huyết áp lên, là thấy tim đập nhanh là phải kiếm thuốc uống liền. Thì cái chẳng may cái ông này ổng mắc vào cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thì sau khi bác sĩ báo cho ông biết là ông sống không còn lâu nữa, bởi vì cái bệnh ung thư nó đã đến thời kỳ nó lan ra rồi. Thì ông rất là buồn. Bây giờ nhà cửa mình giàu sang sung sướng, tiền bạc không thiếu gì, được vợ đẹp nữa, sống rất là hạnh phúc, mà phút chốc cái mạng mình nó hết. Tiếc chứ, buồn lắm chứ. Thì ông ta buồn, thì ông ta nói mai mốt tôi mà chết rồi chắc bà cũng lấy người khác. Thì bà làm vợ này, bà cũng rất là thương chồng. Bà nói không có đâu, em không lấy ai, em lấy mình anh. Đời này em chỉ ở với anh thôi, anh chết rồi em ở vậy. Cái ông này nói tôi còn trẻ, tôi chết bà cũng còn trẻ, chắc gì bà ở vậy với tôi. Rồi bà nói cho tôi vui thôi. Cái cô nói không, em nói thiệt mà, anh mà ấy rồi thì em làm quá phụ thờ chồng. Cái ông nói cái quá phụ thờ chồng thời xưa chứ thời nay chắc không có đâu. Thôi giờ bà nói vậy tôi cũng nghe lời bà vậy, thì giờ tôi có một cái tâm nguyện trước khi tôi chết. Bà hoan hỷ, bà hứa với tôi đi, rồi tôi mà có chết rồi tôi xuống dưới suối vàng tôi cũng vui. Cái bà này mới nói bây giờ thì em thương anh, thì anh có chết thì em ở vậy, em nói mà anh không tin, thôi giờ anh muốn em làm gì em hứa cho anh vui. Ông chồng nói tôi không có bắt bà làm gì cả, tài sản để hết cho bà hết, bà hướng hết. Tài sản ngân hàng, mấy chiếc Mercedes, mấy chiếc Lexus bà cứ việc đi. Đó, mấy cái biệt thự bà cứ việc dùng xài không ấy thì bán không sao, tôi mới kiếm gì hết. Tại vì bản thân tôi chết tôi cũng chẳng đem được gì theo. Bà là cái người tôi thương nhất, thì những gì tôi tạo được lúc tôi sống thì tôi để lại cho bà. Tôi chỉ mong bà hứa với tôi một việc thôi, bà hứa bà phải làm nha. Bà mà không làm tôi về tôi kéo giò bà đó. Thì bà vợ nói em hứa mà, giờ một đừng nói là một điều, 100 điều em cũng hứa với anh. Thì biết ông này cũng sống đâu có sống lâu đâu, thì nó bây giờ không có gì khó cả, sau khi tôi chết rồi đó bà hứa với tôi bà làm, mà bà không được nói cái này ra cho bất kỳ ai nghe là tôi kêu bà làm. Tại vì như vậy thì người ta chửi tôi nữa. Cái được rồi, em hứa là em chỉ nghe lời anh thôi, chuyện bí mật này thì hai đứa mình biết thôi. Anh chết thì anh xuống ôm cái tâm nguyện này xuống mò, còn em còn sống em giữ bí mật em không nói cho ai hết, nhưng mà em sẽ thực hiện. Thì không có gì lạ, sau khi tôi chết rồi á, bà lấy cái sợi dây á, bà cột cái người của tôi lại, bà cột chéo lại, rồi bà lôi cái xác của tôi á, đi từ đầu trên xuống dưới, bà vừa đi bà vừa cười. Bà đi ba vòng vậy cái bà về bà chôn tôi, rồi chứ vậy thôi. Mà đi vừa cười chứ không có được khóc nghe. Đó, rồi vậy thôi. Bà làm được không? Đó, cái nói, anh làm, anh nói vậy sao em làm được? Nói, bà đâu có khó đâu, bà cột tôi, bà kéo tôi đi thôi chứ có gì đâu. Cái bà nào nói rồi, bà hứa đi, bà hứa tôi mới an vui mà ra đi. Vợ chồng bao lâu nay tôi cứ kêu bà có nhiêu đó thôi. Cái bà vợ nói rồi em hứa, nhưng mà giờ anh biểu em lôi anh đi ba vòng như vậy, em lôi một vòng thôi. Ông nói cũng được, vừa đâu vừa cười vậy, xong rồi kéo về nhà cái chôn vậy thôi. Cái sau khi mà bà chết rồi, bà rất là đẹp, thì trong làng trong xóm cũng nhiều trai làng dòm ngó. Sau khi bà chết rồi đó thì trai làng không ai dám tới cưới bà hết. Tại mỗi lần mà thấy tiếng ác của bà bay khắp nơi. Tiếng ác bà bay khắp nơi. Trời ơi, chồng nó chết rồi, nó lôi chồng nó đi, đầu chết xuống dưới. Nó vừa đi vừa cười. Hết người lấy rồi sao lấy của bà đó. Tới là cái tiếng ác của bà bay từ làng này qua làng kia, rồi cả cuộc đời bà ở vậy luôn, ai dám tới với bà. Mỗi lần mà tới cái cưới thì cha mẹ nó, mà mày không biết con nhỏ nó ác dữ lắm mà. Chồng nó chết rồi nó cột xác nó lôi đi đầu trên đầu dưới, nó vừa đi vừa cười. Rồi tới là bà cũng ở vậy luôn.
Đó thì cái đó cũng hết giờ rồi. Thì tôi cũng đầu năm thì cũng là năm mới sang tuần sau thì là rằm tháng giêng rất là lớn, rằm tháng giêng là rằm đầu năm trong những cái rằm lớn, rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy và rằm tháng mười, nhất là ở bên Việt Nam tổ chức lớn lắm. Thì quý Phật tử rảnh thì tuần sau tới chùa nghe pháp rồi ăn chay với nhà chùa một buổi cúng rằm cho vui. Thì tóm lại thì qua một cái buổi pháp thoại ngày hôm nay cũng không ngoài nhắn nhủ quý Phật tử tu hành và cũng tán dương công đức những vị Phật tử đã dành thời gian tới chùa thọ bát quan trai giới. Đó là công đức thù thắng, đó là cái phương tiện giúp cho quý vị tái sanh vào đời sau rất là được lợi ích. Trong đời này quý vị cũng được phước lành, nói về tới cái đời sau. Rồi kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn luôn được an vui trong chánh pháp, mọi người tinh tấn tu hành để bớt đi phiền não và có một cái niềm tin với chánh pháp ngày càng tăng trưởng, để khi tới chùa mình được cái chữ an vui chứ không có sự phiền não. Mỗi một ngày mình trôi qua là một ngày mình vui, chứ không phải mà vì cái thế gian này, vì cái cuộc sống này làm cho mình khổ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tắt máy đi. Phải chưa? À, hồi hướng quên. Hồi nãy thì nói về đề mà tăng dương công đức mà của họ các bạn trên giới có ngang như những vị vua mà thanh liêu á, thì trong đó thầy có đề cập cái phước ngũ đầu với vua lậu đó, nó nhờ thầy nói cái phần đó nó tu điểm của hai phước. À, phước hữu dậu lậu với cái phước vua lậu là như thế này. Phước hữu lậu là cái phước mà do mình làm, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm vua, mình có điều kiện, mình giúp cho đời sống người dân yên ổn, mình bớt thuế, rồi mình có thể là tạo những cái nơi cho người dân ở, những người cô đơn. Đó là cái phước mình hưởng trong cái thế gian này, trong cái đời này thôi. Còn cái phước vô lậu á, là cái phước đó do công đức tu hành mà có. Do công đức mình tới chùa, mình tu tập, mình bỏ tham sân si, cái này không có dùng tiền mua được. Bây giờ mình giàu có, mình có thể bỏ ra tiền mình mua 5-7 tấn gạo mình cúng dường hay mình bố thí, là đó là phước hữu lậu, mình bỏ tiền của ra mình làm. Nhưng mà mình không thể nào bỏ tiền ra mua được cái sự hết tham sân si, mình làm được. Vì công đức tu hành gọi là vô lậu, rồi cái phước mà tạo tác thì gọi là hữu lậu đó. Rồi giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi.